Wow các bạn ơi Cô Thiên Kim này rất là sáng tạo Cũng giống như là cổ chỉ ra cho mình cái cách Để mình cắt cái thước để mình vẽ lông mày rất là nhanh luôn Đầu tiên là mình sẽ làm cái lông mày theo tỷ lệ số đo ở trên màn hình nha Mình vẽ lên trên cái bìa giấy cứng Sau đó mình sẽ lấy kéo và mình cắt cái khung chân mày này ra thông số tỷ lệ chuẩn á, thì đi trên theo cái mẫu ở trên video mà cô đã cho nha mọi người có thể yeah rồi sau đó post lại và mình sẽ coi theo cái số đo đó bây giờ sau khi mình đã có một cái mẫu chân mày như thế này thì mọi người cắt cái mẫu này ra trước rồi khi mà mình có cái mẫu như thế này rồi thì mình sẽ lấy một cái cây thước mềm loại mỏng mỏng á, cho dễ cắt bởi vì khi mà mấy chị mà mua loại dày quá thì mình cắt nó sẽ bị à, cứng hoặc là tét thước thì bây giờ mình sẽ để vô ha thì tâm tam điểm cổ để ngay cái số 0. Rồi bây giờ mình sẽ dùng kéo và mình cắt thì cái thước này nó rất là dẻo và mềm thì mọi người có thể mua ở chợ nào cũng được hết mình nghĩ là bạn nào mà thích về làm chân mày á, phun xăm hay là nhộm hay là vẽ chân mày hay là make up thì có thể tham khảo qua cái cách này hết thì bây giờ cái mặt còn lại cô sẽ ịn lên trên cái phần đối xứng lại của cây thước sau đó cô cắt lại thì mình đã có hai bên cái chân mày ha thì các bạn có thể gia giảm theo cái độ cong mà các bạn muốn cho từng set à, ví dụ như mà các bạn muốn độ cong nhiều hay độ ngang nhiều thì một lần mình làm mấy set sẵn vậy đó rồi mình đánh số vô thì các bạn có thể tự làm ở nhà Riêng bản thân Jessica cũng đã làm theo Và thấy là vẽ rất là nhanh luôn Rồi mọi người dùng cây dũa Để mài bỏ đi cái độ cạnh của nó Và nhớ là cây dũa này là cây dũa mịn nha À, độ mịn của nó khoảng 100 đến 120 á bởi vì cái dũa mà nó bén quá thì nó sẽ làm mất góc nên mọi người nhớ là mình mài làm sao vừa vừa thôi. Rồi mài xong đánh cho nó mịn lại là mình đã có hai cái khung rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử ứng dụng vô để coi coi là cái phần này dẻ nó có dễ không hen ok rồi bây giờ mình đã có cái phần khung trên ha bây giờ mình đo cái độ dày của cái chân mài sau đó mình để vô ngay cái nứt số 0 luôn rồi mình kết nối lại với nhau là mình có một cặp chân mài rồi đó